Kính chào quý cụ, quý ông bà và anh chị em. Hôm nay cộng đoàn Đức Mẹ Mông Trường chúng ta kỷ niệm bốn màng lần thứ 46, có nghĩa rằng cộng đoàn chúng ta hiện diện ở Saint Boniface 46 năm. Cảm ơn chúng con xin cảm tạ Đức Mẹ Mông Triều đã cho cộng đoàn chúng con được 46 năm qua nhiều an bình, đặc biệt là trong thời gian khủng hoảng Covid vừa qua. Và sau hơn 2 năm cộng đoàn đã có những khó khăn trong sinh hoạt, thì hôm nay chúng con đã trở lại, và cái lễ bốn màng này thật là thánh thiện vì cộng đoàn chúng con đã trở lại sau 2 năm vắng bóng. Và đây là những cái tháng ngày tới, xin Đức Mẹ Mông Triều cùng đồng hành với chúng con, giúp chúng con, cho tất cả quý cụ và ông bà chúng em, chúng con nhiều sức khỏe và luôn luôn được sống trong ân sủng của Thiên Chúa và mẹ Maria, để quý vị luôn luôn sống xứng đáng là con cái Chúa, làm sáng danh Chúa trên hành trình tiến về quê hương đi từ trên trời của chúng con, của chúng ta. Xin chúc một lần nữa, xin chúc quý cụ, quý ông bà và anh chị em một lễ bốn màng thật ý nghĩa và luôn nhiều sức khỏe. Xin chân thành cảm ơn.